Mời anh xuống xe ạ. Mời anh xuống xe ạ. Tôi đang đứng đây mà anh vào tôi là anh đi tù đấy. À vâng. Nha. Anh. Xuống xe đi anh. Cơ quan công an đang làm việc, anh vào tôi là anh đi tù. Để em nghe điện thoại thôi. Thì là bây giờ làm việc chúng anh em rồi. Đây là dừng xe. Anh đang vi phạm dừng xe, đâu có biển cấm dừng xe vào đổ xe. Em vào mua cho anh Thùy, em đi. Anh chưa tin cái dừng xe nào. Taxi rồi ngồi đây dừng xong em đi luôn. Ừ, tôi bảo anh đổ đâu, tôi bảo anh nhanh mà. Tôi bảo kể cả anh bật anh nổ máy tôi phải xử lý bình thường. Dừng xe nó khác, dừng xe thế nào, đổ xe thế nào, anh lái xe anh phải nắm được ở đấy. Vâng. Bên cửa này kia trong này là cho là cắm biển không thể cấm luôn. Vâng rồi. Đây có lái xe của anh đâu? Dưới đó xe anh. Nguyễn Văn Hải nha, vi phạm nha, dừng xe nơi có biển cấm dừng xe. Anh cho anh.